con giận hả con? Con đói dữ hả con? Đói quá. Đói dữ hả con? Thôi ơ bú mà tới dãnh giò luôn. Tao có bú dãnh giò. Nút không kịp luôn mẹ ơi. Con đói quá con nút không có kịp luôn nè. Sữa xuống quá mà. Mình cũng vừa ăn mấy cái hạt xong rồi. Là con mình nó cũng vừa thức luôn. Để cho nó ti. Sao vậy con? Sữa xuống quá con nuốt không kịp à? Mày bóp giò cho con nha. Nè nè. Đó, bóp giò. Dạ hả? Dạ, bú mà còn nhiều chuyện nữa. Sữa xuống nhiều quá là bé giật ra nhìn đó. Sữa nhiều quá bé nuốt không kịp luôn. Mm-hmm.
thở. Kịp á con hả, xuống sửa xuống nhiều quá con lúa không kịp à. Trai ơi trai à, bé đó vừa bú mà cũng vừa giỡn này, giật ra giật vô ra vô vậy đó. Đó cái gì con hả, con nhìn vậy hả, trời ơi con thở đi. Thinh ơi nè, nè 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 sữa quá rồi, nhiều quá rồi, nhiều dữ rồi. Ơi sữa quá rồi. Sữa nhiều quá rồi mình ăn hạt á, sữa nhiều lắm rồi bé bú không hết nữa đó. Mẹ phải lấy bình mình mẹ mà hứng sữa nè, hứng sữa rồi để một hồi cái cho bé bú nữa sạch lắm ơi con hả. Hả sao sao ô con uống sữa nhiều dữ lắm. Nó mặt chốc thôi. Nhờ mẹ ăn dinh dưỡng nhiều á, ăn những cái hạt á, nó có cung cấp nhiều cái dinh dưỡng cho bé nè, cho bé hả, nó rất là linh linh động á. Nhìn tay chân của bé coi thấy ghét không đó. Chỉ có hơn 2 tháng thôi à. Ừ con kiếm ai nói chuyện với con á hả,
Phải vậy không? Kiếm người nói chuyện đó hả? Cái mặt kiếm người nói chuyện đó hả? Trời ơi, nghe nói đấy. Dữ gì đó hả? Trời ơi, nghe tiếng nói dữ gì đó hả? Các bạn thấy clip của mình hay, cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Bye.